Hello các bạn, lại là Phúc đây. Cái ngày cuối năm của năm Tân Sửu của Phúc diễn ra như thế nào? Thực ra thì như mỗi năm thì Phúc không có chuẩn bị quá nhiều cho ngày Tết, chỉ một vài bình hoa tươi hợp mức mời bạn bè đến chơi mà thôi. Phúc có một cái thói quen là đời là khách tới nhà thì thích món gì sẽ nấu món đó chứ không có nấu sẵn như mọi người. Buổi sáng thì rảnh đi loanh quanh các chợ hoa, thực chất là để ngắm hoa là chính, ghé Hồ Thị Kỷ chỗ cửa hàng hoa của ông anh mua hai bó thanh liễu về cho đẹp nhà. Những ngày giáp Tết đó thì chợ đông lắm, Phúc cũng không có dám đi mấy cái chỗ đông người. Do cách đây 2 tuần bà vợ bị cướp giật mất cái điện thoại mới mua chưa được nửa năm nữa, nhìn cảnh bà con mua rau củ mà cảm thấy nôn nao gì đâu á. Xong một buổi chiều lo tươm tất nhà cửa thì bà vợ thèm lẩu cá đuối cho nên chạy lên khu Lê Đại Hành quận 11, nhưng mà rất tiếc là các quán ở đây đóng cửa hết trơn rồi. Vậy là quyết định vòng qua quán lẩu cá cô Thư ở số 140 đường Lý Nam Đế, phường 7, quận 11, ngay chỗ 3 tháng 2 quẹo vào chừng chục căn nhà. Ở đây là cái quán lẩu mà vợ Phúc mê lắm, lần nào đến cũng hay gọi cái lẩu đầu cá hồi, nhưng mà hôm nay đổ qua ăn lẩu cá đuối. Quán đây rộng, buổi tối thì ít xe qua lại cho nên yên tĩnh, được cái là nhân viên phục vụ nhanh lắm nha. Cho nên đó cũng là một cái điểm cộng. Giá lẩu đây đồng giá là 150.000 một lẩu, lẩu lớn là 220, các món mực và gà giá là 80.000, riêng giá lẩu chỉ bao gồm lẩu. Khi mà ăn lẩu thì quán đem ra rất là nhiều dĩa rau như là rau muống, rau nhút, bạc hà, đậu bắp, bún tươi hoặc là mì gói, cứ một dĩa như vậy là 5.000 tính riêng với tiền lẩu nha. Nước lẩu ở đây thì ngon lắm, được chăm nước lẩu thêm miễn phí nên các bạn cũng có thể nốt lại quán lẩu này để khi thèm mà ăn nha. Xong một vòng lạng khắp trung tâm Sài Gòn mà nhiều quán cà phê nghỉ bán hết trơn rồi, quán nào mà bán thì đông nghẹt luôn, cho nên tụi mình quyết định đi về. Vui nhất là cái trò bắn pháo hoa lúc nửa đêm, nhà Phúc thì nằm trên tầng cao của một cái chung cư nên năm nào cũng canh 12 giờ đêm là cái lúc mà mọi người bắn pháo hoa đẹp rung trời luôn, khỏi phải chen chân ra mấy cái chỗ bắn pháo hoa nữa. Vậy là hết một ngày cuối năm, hẹn các bạn ở vlog đầu năm ngày mai nha.